Video hôm nay mình sẽ chỉ cho mấy bạn cái cách mấy bạn đi kiếm tiệm nail dễ dàng mỗi khi mà mấy bạn muốn đi xin việc hoặc là muốn nhảy đi tiệm khác mà mấy bạn không biết làm tiệm ở đâu, không có biết tiệm nào như thế nào mà mấy bạn nhảy, cho nên là mấy bạn sẽ kiếm những cái tiệm để mấy bạn thích hợp với mình hơn. Thì mình sẽ chỉ cho mấy bạn những cái địa điểm website thì mấy bạn lên đó tìm sẽ dễ hơn cho mấy bạn. Tại vì có nhiều bạn người ta họ có bạn bè rồi thì họ sẽ bạn bè giới thiệu thì nó dễ dàng hơn. Còn có những bạn không có nhiều bạn bè hoặc là không biết tìm tiệm ở đâu thì mình sẽ thì hãy coi video này thì mấy bạn lên đó tìm sẽ dễ hơn nha mấy bạn. Đừng có lái xe chạy lòng vòng mất thời gian mà không có đem lại hiệu quả cao. Tại vì có những tiệm gần thì chưa chắc là họ đã nhận thợ, tại vì có khi họ đã đủ rồi. Còn lên trên những cái website đó thì rất là nhiều tiệm, người ta khi nào người ta cần thì người ta đăng lên báo để cho người ta tuyển thợ. Mà ở trên báo thì khi người ta đăng lên thì người ta rất là cần thợ cho nên người ta mới đăng lên đó. Mà người ta đăng lên đó thì người ta muốn kiếm được thợ cho nên là người ta đăng lên rất là hấp dẫn nha các bạn. Chủ tiệm nail người ta đưa lên những cái tin giống như là ví dụ như bao thợ lương cao này kia kia nọ, nếu là thợ không giỏi nghề thì được training này kia kia nọ vậy đó, rồi chủ thì hòa đồng vui vẻ, trong tiệm thì chia tin công bằng, giống như chủ người ta cũng đã hiểu được những cái nỗi khổ của thợ cho nên là người ta tuyển thợ, người ta cũng quảng cáo để cho khi người ta thấy thợ đi kiếm việc làm mà đập vô con mắt của người ta là đập cái nội dung tuyển thợ người mình thấy hấp dẫn mình thích thì mình mới gọi đến, đúng không các bạn? Cho nên trên đó chủ tiệm nail người ta đăng báo tìm thợ, người ta đăng rất là hay và rất là mát mắt, thì mấy bạn cứ lên đó cứ coi đi cái tiệm nào mấy bạn thấy hợp thì mấy bạn ghi lại số điện thoại, ghi địa chỉ rồi mấy bạn điện mình nói chuyện, hoặc là mình có thể tới tiệm mình xin trực tiếp luôn thì nó dễ dàng hơn là mấy bạn đi lòng vòng ở trên website. Mấy cái website này thì mình sẽ chỉ cho mấy bạn trước tiên. Mấy bạn hãy vô cái website mà báonail.com đó mấy bạn, báonail.com á, mấy bạn vô cái website đó, các bạn lên lên Google mấy bạn gõ cái tên website đó xong nó sẽ ra, nó hiện ra thì mấy bạn sẽ ghi cái thành phố của mấy bạn hoặc là ghi cái zip zip code của mấy bạn, ghi cái zip code của mấy bạn đang ở đâu, thì mấy bạn muốn tìm gần nhà thì mấy bạn cứ đánh cái zip code của mình lên rồi nó sẽ hiện ra một số tiệm nail từ gần tới xa. Lúc đầu thì một mao, hai mao, ba mao, bốn mao, nó lên tới mười mười mấy, hai mao, nó hiện từ gần tới xa cho mình, thì mình cứ chọn mình coi mấy cái tiệm đó đang tuyển thợ rồi mình đọc cái nội dung của những người chủ người ta tuyển thợ như thế nào, rồi những cái tiệm đó mình đọc có thể nó cái tiệm nào nó hợp với mình, giống như cái tiệm nào mình thấy hợp với mình thì ok, mấy bạn ghi lại số điện thoại, ghi địa chỉ rồi mình nói chuyện, mình gọi mình xin chủ người ta tiệm thấy đăng báo như vậy thì các còn nhận thợ không thì nhận, thì mấy bạn cứ hỏi theo những cái yêu cầu của mình. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình biết thì mình thấy có nhiều bạn mình khi mà đi xin việc nói chuyện với chủ trên điện thoại á, mình khuyên mấy bạn xin việc á, tay nghề mình làm tới đâu thì mình nói với chủ tới đó để sau này mình vô mình nói thật á, thì mình vô mình làm nó cái gì nó thật thà thì nó cũng lâu bền, nó cũng chắc hơn. Mình thấy có nhiều chủ người ta họ cũng phàn nàn lắm, mà mình cũng thấy nhiều thợ người ta cũng cũng nói hơi quá nữa, cái tay nghề thì cũng không có, cũng nói chung là cũng biết editing thiệt nhưng mà nói lên cho nhiều rồi sao trong chủ người ta họ lại bao lương cao, nhưng mà khi vô làm thì cái tay nghề nó không có như lên, nó không có được giỏi như cái lúc đầu mình nói, thì chủ người ta có cảm giác giống như người ta bị hơi bị hớ, giống như họ bị bao lưng. Thì khi mấy bạn nói biết cái này biết cái kia biết cái kia cái nọ thì chủ tất nhiên người ta phải bao lương cao mà vô làm biết design nhưng mà design không đẹp, design ngồi design có tiếng đồng hồ mới được cái chút xíu hai cái ngón tay ba ngón tay giống như chậm rồi vậy đó, hoặc là design xấu mà mất cái hai ba kiểu hai ba mẫu thì giống vậy đó, thì mình đừng có nói, mình nói còn ví dụ như mấy bạn làm deep, mấy bạn làm tiếng đồng hồ bộ deep, mấy bạn nói làm bộ deep 4 năm
50 phút hay 30-40 phút, mình đừng có nói lên quá. Thì khi mình nói lên quá rồi cái xong chủ người ta nhận mấy bạn, tại vì chủ thì người ta đang ở đó, tất nhiên người ta cần thợ rồi, mà mình gọi tới thì người ta nhận thôi, mà nghe nó biết làm này kia thì người ta dựa theo cái lời nói mình để người ta bao lương. Nhưng mà khi mà mấy bạn vô mấy bạn làm mà không có giỏi như cái lời mà mấy bạn đã nói thì chủ người ta có cảm giác giống như là bị hớ, hoặc là bị không có thật thà, giống như bị hơi 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 giống như hơi giận, hơi lường gạt á, vì giống như hơi vậy đó. Thành ra người ta họ không có happy, không có vui với mình, và người ta có cảm giác là họ không có thấy tin tưởng mình ngay từ đầu. Cho nên là mấy bạn cái kinh nghiệm xin việc, mấy bạn đừng có bao giờ nói mà quá lố, nói cũng vừa cái khả năng của mình thôi, chứ đừng có nói quá. Thì mấy bạn sẽ được nhận và được cái mức lương nó cân đối với cái tay nghề của mình, thì mình sống nó dễ dàng hơn là mình nói quá. Mà vô đó có nhiều chủ mình thấy nha, mình thấy nhiều chủ nhiều thợ luôn, nói đủ thứ, biết làm này biết làm kia, nhưng mà khi vô làm cũng được, đúng biết làm editing hết, nhưng mà làm xấu và làm không có đẹp, biết nói biết design mà làm ra không có ngồi nửa tiếng đồng hồ, design cái hai ngón tay rồi deep thì xếp rồi xấu, cái gì cũng làm được mà nó xấu quắc xấu quơ. Xong rồi chủ bao cao người ta bị hớ, cái người ta không nói được, người ta tức, người ta muốn cho nghỉ á mấy bạn. Cái người ta giống như dùng cái từ đì thì hơi quá, chứ mà nó cũng giống vậy á, giống như người ta không muốn đưa thân cho mình để cho mình tự hoặc là đưa chân hay này kia kia nọ cho mình để cho cố tình cho mình chán mình nghỉ á, là cái đó có hoài luôn á nha mấy bạn. Cho nên khi mấy bạn xin việc á, mấy bạn cũng nói trong cái tay nghề mình, trong cái nằm trong cái phạm vi tay nghề mình thôi, chứ đừng có nói quá. Thì đó là theo kinh nghiệm của mình thôi, như tùy ý mấy bạn, thì mỗi người có mỗi cái suy nghĩ riêng. Rồi cái website đó mấy bạn lên tìm, hoặc là có một website nữa là Nail Connect đó mấy bạn. Cái website Nail Connect đó, nó cũng không có bằng báo nail.com, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều tiệm cần thợ, người ta lên đó người ta tuyển rất là nhiều, cho nên mấy bạn cũng lên đó tìm. Thì khi lên đó mấy bạn gõ website, tên website vô, rồi mấy bạn cũng gõ cái zip code của mình hoặc thành phố của mình lên, thì mấy bạn cũng tìm. Có một số thợ người ta tuyển bên báo nail, nhưng mà người ta không có tuyển bên connect, thì mấy bạn cứ vô bấm nail connect, mấy bạn tìm. Thì cũng ra một số tiệm khác nữa, nó nằm cũng xung quanh khu của mình, nhưng mà một số tiệm khác, nhưng mà cũng có một số chủ nail người ta đăng bên báo nail, người ta đăng bên báo connect luôn. Rồi một cái website nữa cũng nó nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều tiệm, đó là cangay.com nữa mấy bạn. Các bạn vô website cangay.com á, website đó cũng có nhiều tiệm đăng lắm, mấy bạn lên đó tìm đi. Thì mình thấy đó là mấy website đó, thông thường mình thấy có nhiều chủ tiệm người ta hay đăng báo tìm thợ lắm. Và mấy bạn, hoặc là mấy bạn tham gia vô mấy cái nhóm, mấy cái tham gia mà cái hội nhóm của cái thành phố mình ở, hoặc là thành phố lớn hơn lân cận mình ở đó, thì trong đó nó có những cái nhóm đó. Khi mà người ta tuyển thợ, cái người ta những cái tiệm nail người ta tuyển thợ, người ta cũng bỏ vô trong cái nhóm đó người ta tuyển, tại vì trong cái nhóm những cái thành phố gần đó thì họ bỏ lên, thì họ tuyển những người dân hoặc là những người thợ gần đó thì tiện đi làm, thì họ chỉ tuyển trong cái khu đó thôi, trong cái khu của thành phố đó hoặc là thành phố lân cận kia đó thôi. Thì mấy bạn cứ tham gia mấy cái hội nhóm đó, khi nào chủ tiệm nail người ta tuyển người ta bỏ lên là mình thấy liền à mấy bạn. Giống như mấy bạn tham gia vô mấy cái nhóm đó, nhiều lúc mấy bạn thích ăn đồ Việt Nam, hay là có những cái dịch vụ phun xăm này kia kia nọ, nói chung là có nhiều thứ lắm. Mấy bạn lên tham gia những cái đó thì nó cũng có nhiều cái mấy bạn cũng hay để mấy bạn học hỏi. Và ví dụ mấy bạn thèm ăn những món ăn Việt Nam thì trên đó cũng có nhiều người bán đồ này kia kia nọ, nói chung là cũng tốt lắm cho mấy bạn đó. Thì mấy bạn cứ tham gia vô đó là mấy bạn sẽ tìm được những cái tiệm nail gần chủ người ta bỏ lên đó người ta tuyển nữa mấy bạn ạ. Nhưng mà cái tốt nhất của mấy bạn á, là bắt các bạn làm có bạn có bè thì nó sẽ tốt hơn. Khi mà mấy bạn làm tiệm có bạn có bè, cái xong mấy bạn nói chuyện với bạn bè, khi nào bạn muốn nhảy tiệm các bạn hỏi bạn bè là chắc nhất. Tại vì bạn bè người ta họ làm rồi, họ nghe ngóng cái tiệm này,
tốt hay tiệm này không tốt, tiệm này đông khách hay tiệm kia không đông khách. Khi mình muốn xin việc đó, mình xin cái tiệm đó mình làm, mình hỏi ê cô A, cô B gì đó, ta tính vô tiệm đó làm, mày có biết tiệm đó không? Thì dân nêu với nhau người ta biết hết trơn rồi mấy bạn, nói chung là nêu với nhau người ta, họ không có làm nhưng mà mặc dù họ không làm nhưng mà họ nghe bạn họ nói, hoặc là bạn của bạn họ nói rồi bạn của họ nói lại cho mình, giống như nó có một cái mạng lưới phía sau lưng đó mấy bạn. Cho nên khi mà mấy bạn muốn làm một cái tiệm nào đó, mấy bạn hỏi thăm bạn bạn bè, cái là bạn bè bạn mình nó nghe người ta nói, cái nó nói lại với mình à, cái tiệm đó mày đừng đi vô, hay là tiệm đó đông lắm mày vô mày làm đi vậy đó. Ví dụ à, mình hỏi ê mày nghe cái tiệm tao tính vô cái tiệm đó làm à, mày thấy cái tiệm đó có ổn không, ví dụ mình hỏi vậy đi. Thì bạn bè nó thôi cái tiệm đó hả, trong đó nó phe phái nhiều lắm vô làm cũng được đâu, hoặc là nói là ê cái tiệm đó nó đông lắm vô làm đi, tao thấy cái tiệm đó mấy đứa nó nói làm income cao lắm chẳng hạn. Thì nói chung là có bạn bè đó rất là đỡ nha các bạn. Có bạn bè khi mà mỗi lần mình muốn nhảy tiệm, mình muốn xin việc á, bạn bè nó biết cái tiệm nào nó nghe ngóng, biết biết tiệm nào tốt tiệm nào xấu, và mình làm nail mình cũng biết tiệm nào tốt nào xấu. Khi nào bạn bè mình nó nhảy thì mình cũng giới thiệu được đúng không, mình cũng nghe cái tiệm đó ui nó đắt hay nó ế, hay là tiệm đó ui đừng có vô, hay tiệm đó có nên vô hay không thì mình cũng nói. Còn bạn bè mình nó biết thì nó cũng giống như giúp qua giúp lại đó. Cho nên cái bạn bè nó rất là quan trọng ở cái chỗ mà xin việc đi, nó tin tưởng hơn. Còn trên báo á, thì mình chỉ nghe, mình chỉ nói chuyện qua chủ thôi, chứ mình chưa có bao giờ biết cái tiệm đó như thế nào. Theo như mình á, thường thường mình đi xin tiệm á, mình đi xin việc á là mình điện lên, mình coi trên báo, là mình điện thoại lên ba lên cái người, mình coi những cái tiệm nào nó hợp với mình đó, rồi xong mình đi mình điện mình nói chuyện với người chủ đó trước. Sau khi mình điện với mình nói chuyện với người chủ đó rồi là mình đi lên, mình hẹn với chủ mình lên tiệm. Tại vì mình đi làm mình xin tiệm mình kỹ lắm mấy bạn, mình coi thì cái khu đó nó có đông khách không, cái tiệm đó nó to hay nó nhỏ như thế nào, cái tiệm đó mình vô mình thấy nó có xôn xao, nó có đông, nó có đoàn tụ, nó kiểu nó có khách khứa không, hay là nó vắng vô cái tiệm mà nó điều hiu quá, mình cũng hơi đáng nản mấy bạn. Hoặc là cái vô cái khu mà nó vắng vẻ quá, mình nghĩ cái tiệm này nó cũng chưa chắc là nó đã đông đúng không. Cho nên đối với mình á, mình xin tiệm nào á mình cũng nói chuyện với chủ trước, điện thoại mình nói chuyện với chủ trước, sau đó rồi á mình mới tới nơi đó, mình hẹn với chủ là ngày đó em đến em lên tiệm chị, em nói chuyện với chị để em coi thử nó bao xa, mình nói khéo vậy đó, để em coi từ nhà em đến đó nó bao xa. Thật ra mình không có, một phần mình lên sai gần thì bấm vô Google mình biết rồi, nhưng mà mình muốn lên mình coi thử cái khu đó nó sầm uất không, nó có cái tiệm nó có đông khách không, mình vô mình dồn dồn mình đi qua một vòng mình coi thấy nó có lớn nhỏ, nó có sạch sẽ hay nó có cũ nó mới như thế nào, mình đi qua một vòng mình biết rồi mình quyết định mình có làm hay không mấy bạn ạ. À, mình là mình đi xin tiệm là mình cũng hơi kỹ cái phần đó, với lại mình cũng nhiều lúc mình hơi nói thẳng thì nó hơi cái mất lòng, nhưng mà tại vì mình không thích nhảy gì tiệm nào, mình thích vô mình làm tiệm nào mình thích ở một chỗ, cho nên là mình hơi hỏi nhiều cái nó hơi kỹ một chút. Nhưng mà mình thì mình nói thật, nhưng mà mình nói thật thà với chủ lắm, mình xin việc mà nói rất là thật, nhưng mà mình cũng hỏi những câu hỏi mà mình cần cần để mình né, để sau này mình khỏi mình vô làm một hai tuần mình nhảy mấy không các bạn. Cho nên là mình hay hỏi nhiều câu, nó cũng hơi kỹ 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 một chút xíu. Thì ý thấy mấy bạn thôi, mình sẽ chỉ cho mấy bạn cái cách để mấy bạn lên đó, lên cái website, mấy cái website đó tìm nha mấy bạn, mấy cái website đó dễ tìm lắm. Thì mấy bạn cứ, nếu mà mấy bạn không có bạn bè giới thiệu thì mấy bạn lên đó tìm. Rồi hy vọng là mấy bạn kiếm được công việc ổn định ngon và ổn định và kiếm được có tiền nhiều nha mấy bạn. Chúc các bạn thành công nha. Mấy bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều. Hẹn mấy bạn video sau. Bye bye.